Xóc Cộp là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Xóc Cộp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thu hút đông đảo người dân tham gia, từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân vùng biên Xóc Cộp. Anh Nguyễn Huy Dũng, bản Hoa Mường, xã Xóc Cộp, huyện Xóc Cộp là người buôn bán tự do tại huyện Xóc Cộp, có thu nhập ổn định. Mặc dù tuổi con trẻ nhưng khi được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Sóc Cộp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như quyền lợi được hưởng khi tham gia, anh Dũng đã đăng ký tham gia ngay. Đối với người dân kinh doanh chúng tôi khi về già là không có một khoản nào đó thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì về già thì tôi chúng tôi sẽ có một khoản lương hưu nho nhỏ để góp phần và trang trải cuộc sống sau này của chúng tôi để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ đầu năm bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện nhằm tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến người dân cấp ủy chính quyền xã dồng cang đã làm tốt công tác phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện trong cái việc tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến là toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Đến nay ở huyện Sóc Trục, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 1.650 người, số người tham gia bảo hiểm y tế trên 49.200 người, đạt 96% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện. 100% thẻ bảo hiểm y tế đã thực hiện gia hạn sử dụng và cấp trên 15.000 thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện liên thông dữ liệu với tư pháp xã cấp thẻ trẻ em 100%.